Loại thứ nhất, ngày nay chúng ta gọi là bệnh già. Danh từ ngày nay gọi là bệnh mất trí nhớ vì tuổi già. Nếu nghiêm trọng thì người ta gọi là người thực vật. Kẻ ấy còn thở thoi thóp. Đích thật là cầu sống không được, cầu chết cũng không xong. Chúng tôi đã gặp rất nhiều. Nằm trên giường này 8 năm, mười mấy năm, người cả nhà phải chăm sóc. Phần nhiều người bị bệnh này đều tương đối giàu có. Đến tuổi già bị bệnh này, tiền thuốc men phải tốn kém rất nhiều. Ngày đêm 3 ca y tá chăm sóc. Đây là bệnh phú quý. Tôi đã từng gặp đồng tu, người nhà của họ bị bệnh này hết 7-8 năm. Đến mức chẳng hay biết gì cả. Gia quyến con cháu trong nhà đều chẳng nhận ra. Hỏi người ấy, cha có biết con là ai không? Con là ai? Ông ấy đều chẳng nhận ra. Người nhà lại hỏi tôi, bệnh giống như vậy cầu Phật Bồ Tát được không? Được, có lợi ích. Nhưng phải hỏi bạn chịu tin hay không. Tại sao người ấy không chịu ra đi? Ngạn ngữ thường nói, lọc hết người mất. Người ấy là người mất nhưng lộc chưa hết. Nói cách khác, phước báo của kẻ ấy chưa hưởng hết. Hoặc là thọ mạng đã đến nhưng phước báo chưa hưởng hết. Vậy thì phải làm sao? Chỉ còn cách nằm trên giường hưởng. Nếu hiểu được đạo lý này, một năm người ấy phải tốn bao nhiêu tiền thuốc men? Bạn đem số tiền ấy đi làm phước, quyên tặng tiền ấy để làm phước. Nếu kẻ ấy còn thọ mạng thì sẽ từ từ khôi phục sức khỏe, hết bệnh. Nếu thọ mạng sẽ đến thì sẽ qua đời. Kẻ ấy qua đời xong sẽ sanh đến cõi lành vì tích phước lớn. Nếu bạn không tin, bạn sợ người ta gạt tiền của bạn, thì thôi, bạn cứ mướn y tá từ từ tiêu hết số tiền ấy. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng, hiểu được đạo lý này. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, sống lâu, muốn giảm bớt bệnh tật, bạn nên nghĩ coi, bạn sanh bệnh đại khái phải xài hết bao nhiêu tiền. Bạn đem hết món tiền ấy đi làm phước, đem tặng cho những người bị bệnh khổ. Nếu tặng tiền thuốc men cho những người nghèo ấy thì bạn sẽ chẳng sinh bệnh. Tiền thuốc men chữa trị cho bạn đã chẳng còn nữa, đã tặng cho người khác, người ta sanh bệnh thay bạn, nên bạn sẽ chẳng sanh bệnh. Có rất nhiều người đều để dành một số tiền chuẩn bị đến già trị bệnh, nên họ làm sao chẳng sanh bệnh cho được.
họ đã dành dụm sẵn một số tiền. Tiền thuốc men càng nhiều, thời gian bị bệnh càng dài, bệnh càng nặng. Chẳng phải là đạo lý như vậy hay sao? Cho nên tôi thường khuyên người ta, mỗi năm nên đem tiền thuốc men đi làm phước. Lúc đó trong các buổi giảng, tôi khuyên người tu phước nên làm ba việc: in kinh, nhất định sẽ là chuyện tốt, chẳng có tác dụng phụ, chẳng bị tệ hại. Thứ hai là giúp kẻ bị bệnh khổ. Thứ ba là phóng sanh. Đây là việc tôi cực lực đề xướng. Ăn chay phóng sanh.